Xin chào anh em nhé, mình test cái bộ PS3 Super Slim cho một bạn khách ở Đồng Nai. Thì bác khách nhà bác chỉ lấy mỗi thân máy thôi, tay có sẵn rồi. Và con này thì là ổ cứng của nó là bác ấy yêu cầu là áp lên 1T. Đấy, thì mình đã áp lên 1T rồi. Tuy nhiên thì bác ấy bảo là bác ấy tự về bác cài game. Thế ra là mình mới chỉ áp lên cài firmware với cả hack thôi. Đấy, cho bác về bác ấy tự tự cài game. Đấy, thì cái clip hôm nay thì test cũng nhanh thôi, tại vì nó chẳng có game gì cả. Đấy, máy chỉ test máy, bật máy các thứ lên rồi sâu cái thông tin của máy, xem có đúng cái cấu hình của bác yêu cầu không. Đấy, thế thôi, thì còn không có cái game gì để test máy cả. Con này thì là Super Slim thì nó chỉ hack được hand thôi. Đấy, không hack được full. Thì những cái đời PS3 thì có mấy đời hack full được thôi, còn lại thì hack hand. Hack full thì có đời 20 này, đời 21, đời 25. Đấy thì sẽ hack được full. Đấy, còn lại những cái đời còn lại ví dụ như là 30. Đấy, rồi 40 thì là chỉ hack hand thôi. Đấy, không hack được full. Nói chung thì hack hand với hack full thì nó cũng không khác biệt gì nhau lắm. Ví dụ như cái con này hack hand ấy thì mỗi lần bật máy lên thì mình chạy cái hand này nó kích cái hack ấy thôi. Đấy, thì còn lại thì là nó cũng như hack full. Đấy, tuy nhiên thì là máy hack hand thì nó sẽ kén game. Đấy, một vài game nó sẽ chơi nó sẽ không được mà nó đen màn hình đi. Thì máy hack hand là nó bị kén như thế. Nhưng mà nếu như mà game cài theo kiểu PKG ấy, cài tất cả ra màn hình chính ấy, thì nó sẽ chạy được hết. Đấy, không không phải cái dạng game ISO hay là cái game game file có file chạy đâu. Game có file hoặc game ISO thì nó thỉnh thoảng có những cái game nó sẽ bị đen màn hình. Đấy, còn lại thì là nếu mà cài PKG thì được 100% game luôn, không vấn đề gì cả. Đấy. Cài PKG thì không phải ai cũng biết cài. Đấy, download file PKG về cài vào thì nó cũng không phải ai cũng biết đâu. Đấy. Chủ yếu mọi người thường download cái file ISO à. Download file ISO thì chép vào cho nó nhanh, nó tiện, nó dễ. Đấy, nhưng mà file ISO thì nó sẽ bị kén game hơn, nhiều game nó sẽ không chạy được, nó không load lên được. Tại vì nó thêm một cái bước nữa là nó giải nén cái file ISO đấy, nó bung cái file ISO, tại vì bản chất file ISO nó là cái file nén mà. Đấy, nó phải mất công nó bung cái file nén ra thì giải nén cái file ra thì sau đó mới chạy được. Thì nhiều game nó có thể là nếu những game nặng thì nó sẽ không đảm nhiệm được cái việc đấy, dẫn đến là nó treo nó đen màn hình thôi. Rồi, ok, thì máy đây. Đấy, sâu qua về máy, ngoại hình bên ngoài. Thì PS3 thì nó dừng sản xuất lâu rồi. Đấy, dừng sản xuất chục năm, hơn chục năm rồi đấy. Đấy, cho nên là hình thức như này thì là cũng khá là ok nhá. Đấy, Super Slim là cái đời cuối cùng của PS3. Được chưa? Đấy, máy móc thì hình thức nó như này. Đấy, như này là nó khá ổn rồi. Đấy thì nó có phím bật nguồn ở trên này nhá. Phím bật nguồn đây, cái phím ra đĩa ở đây. Thì cái con Super Slim này thì cái phần mở nắp đĩa của nó thì hoàn toàn bằng cơ chứ không phải bằng điện tử. Đấy. Bằng cơ nhá. Bấm cái nút này để nó mở cơ là nó trượt ra thôi. Đấy, đây là cái tem bảo hành của mình đây. Đấy. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ cắm máy lên, bật máy lên để sâu thông tin cấu hình thôi nhá. Nó cũng chẳng có cái gì để test cả. Đấy, bạn không lấy tay, không yêu cầu cài game, rất nhàn cho mình. Đấy, cái này mà bạn yêu cầu mình cài game thì 1T này nó phải 2 ngày mới xong. 2 ngày mới xong. Đây, bật nguồn đây. Cắm nguồn vào nó có cái đèn đỏ nhá. Bấm vào nó sẽ chuyển nó đèn xanh. Được chưa? Sorry. Cắm nhầm dây. Mình sẽ dùng một cái tay của mình để test nhé, tại vì bạn không lấy tay. Đó. Được chưa? Đấy thì giao diện PS3 như này chắc là bác cũng quen sử dụng nó rồi. Đấy, con máy này hack hand mình đã hack sẵn rồi nhá. Đấy, ngoài ra thì cài thêm mấy cái ứng dụng ví dụ như là MMCM cũng như là Webman Mode để về bác có thể tự
copy game các thứ nhá. Đây là cái phần mềm để test tay này, cài luôn vào cho anh nhá, về có thể test tất cả các phím ở trên tay này. Thì tí nữa không có game thì mình sẽ vào cái phần mềm này để mình test nhá. Đấy, đây là cái KDWK review ấy, review database để cái trường hợp mà mình ví dụ như copy game theo cái kiểu file PKG thì có thể sử dụng cái review database này, còn không thì thôi có thể xóa đi nhá, mình xóa đi luôn. Thế là cái file cài của cái này mình cũng để trong đây. Tí nữa mình phải bật hand lên thì mới xuất hiện cái đấy cơ. Đấy, máy đây hand rồi. Đây thông tin của máy trước nhá. Đấy, sang phần setting này, phần system setting. O là chọn, X là bách. Đời máy là như vậy. Đấy, xong rồi xuống chọn phần system information. Đấy, con này nâng ổ lên 1T rồi. Đấy, nó chỉ nhận 931 chấm à 931GB thôi. Đấy. Đang còn trống 827GB. Đấy, thì về bác tháo hồ mà chép game nhá. Đấy, chơi thoải mái luôn. 1T thì quá nhiều luôn. PS3 thì nó không nặng như PS4 đâu. Đấy, 1T thì chơi quá nhiều game. Rồi, đấy, thông tin của máy này, ổ cứng nâng lên cho bác 1T rồi nhá. Đấy. Rồi, chẳng có gì cả. Đấy thì máy hack hand đây, máy hack hand thì mình sẽ phải chạy chạy hand mỗi lần bật máy nhá, mỗi lần bật máy phải chạy hand. Thì chạy cái này nó chỉ mất vài giây thôi để nó kích cái hack thôi. Đấy, welcome hand là ok, chọn yes để đóng lại thôi. Đấy, như thế là bật hack thành công. Đấy, khi mà kích hand xong ấy thì nó sẽ xuất hiện cái thư mục này. Đấy, Packet Manager để mình vào mình có thể cài đặt cái file PKG các thứ, thì nó ở trong cái mục này nhá. Vào đây và phần install packet file hoặc là xóa packet file. Đấy, và phần install này. Đấy, vào phần cái system store, tức là những ở trong cái máy này. Còn cái phần standard này thì là sẽ là cái ổ cứng gắn bên ngoài, vào phần standard nhá. Đấy, thì vào trong này thì mình cũng đã có những cái file gọi là những file hỗ trợ cho phần hack ấy. Đấy, ví dụ như review database này. Đấy, những cái vừa nãy mình vừa xóa đi đấy thì là file cài đây, thích thì bạn cài lại, vào đây bấm chạy là nó cài lại thôi, nó sẽ ra cái ứng dụng đấy. Iron Man này nó là cái trình quản lý file đấy. Đấy, nó sẽ nó trực quan hơn cái thằng MMCM kia một chút. Đấy, đây là cái file cài của cái game Zambulun nhá. Đấy, rồi mình cũng copy thêm cái file gọi là của cái kho PKG ấy. Nhưng mà cái kho này thì nói chung là chỉ có game, chủ yếu là cái game chơi thử thôi. Đấy, với cả đào trên này nó mình phải cần có cái tài khoản PSN để mà active lên thì mới chơi được. Đấy, nói chung là mình chỉ để file đấy vào thôi, bạn cần thì cài, không thì chả cài được. Mấy cái file này dung lượng nó cũng nhẹ. Đấy, rồi retract, đây là cái phần mềm giả lập chơi game 4 nút các thứ. Đấy, nó ở đây. Thấy chưa? Apollo cũng thứ, cái phần hack game các thứ thì nó nhiều game nó yêu cầu chạy cái này. Đấy, thì mình cũng chép luôn cái file cài đấy. Đấy, đây là Multiman nhá, MMCM đấy. Đây là cái file cài MMCM, ra cái biểu tượng MMCM ở ngoài. Rồi là Webman Mode. Đấy, thì tất cả những cái file cài của cái những cái phần phần giả lập các thứ thì mình để hết đây nhá, trong cái phần packet này. Đấy, packet manager này và install packet file này, rồi là phần PS3 system store. Đấy, tất cả file cài nó ở trong này nhá. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ test thử, không có game nào thì test thử cái game pad này. Đấy, game pad này. Game pad này thì để test các cái phím ở trên tay thôi. Cái gamepad này thì bắt buộc phải chạy hand nhé. Đấy, còn ví dụ các bạn cài những cái game dạng file PKG thì nó sẽ ra màn hình chính luôn, thì đa số là sẽ không cần phải chạy hand. Đấy, bật máy lên là vào chiến được. Nhưng một số game với cả những cái phần mềm giả lập ấy, thì nó bắt buộc nó phải chạy cái hand để kích hack lên thì nó mới cho vào, nó không nó sẽ báo lỗi. Đấy, ok chưa? Bây giờ mình sẽ vào cái phần test phím vào tay này. Đây, nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Đấy, cái trục X, Y, Z các thứ thì là nó là cái cảm biến nhá. Đấy, đây, thấy chưa?
tay để im thì nó sẽ không thay đổi cái số. Đấy, khi mà mình di chuyển này, nó sẽ thay đổi cái cảm biến của tay, được chưa? Còn tất cả test các phím này, cái L2 này, L1 này, đấy, R2 này, R1 này, bên trái sang phải, đấy, được chưa? Phím bốn hướng này, ok chưa? Select này, phím Start này, tam giác này, tròn này, X này, vuông này, đấy, R3 này, đấy, L3 này, lên xuống các thứ, đấy, chưa? Ok chưa? Giữ hai cái phím này lúc này nó rung này, tay nó rung này, test motor rung, được chưa? Ấn hai cái này xuống cùng một lúc, đấy, thì nó sẽ test cái motor rung. Đấy, ok chưa? Đấy, nói chung là đấy là cái phần mềm test tay thôi. Thoát nó thì cũng như là thoát game, giữ lì cái phím này. Đấy, chọn quit game. Yes, nó sẽ thoát cái phần mềm ra thôi. Nó như là một cái game thôi mà. Đấy, thoát game. Chắc là bạn chơi PS3 bạn cũng nắm được cái này rồi. Đấy, thì ngoài ra những có những cái menu phần system nhé, setting này thì vào cấu hình các cái thông số của máy nhé, gồm có màn hình, âm thanh, ngày nọ, ABC, ngày tháng, các thứ thêm. Đấy, thì bạn sẽ vào phần setting này, còn cái này này, ảnh này, music này, rồi video này, thì những cái này là, thực ra thì mình để mình xem những cái video hoặc là ảnh, music, các thứ mình chẳng cần vào đến con này. Đấy, nó loằng ngoằng ra, dùng smartphone thì xem nó nhanh. Đấy. Còn lưu ý là cái máy hack này thì sẽ không kết nối mạng nhá. Đấy, cho nên là những cái phần network hay là như PlayStation Network này rồi là fan các thứ này thì mình sẽ không vào. Đấy, tại vì là máy này nó sẽ không kết nối mạng, máy hack thì không nên kết nối mạng. Kết nối mạng là nhớ là cái đúng lúc Sony nó quét, nó phát hiện là mình đang chạy cái firmware hack thì nó sẽ ban cái máy của mình. Đấy, không 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 nên. Với lại cái máy này mà kết nối mạng thì cũng chả dùng được cái gì đâu nhá. Đấy. Rồi cái menu cuối cùng này có mấy cái lựa chọn là tạo user này, user thì mình tạo sẵn rồi và tắt máy thế thôi. Đấy thì sơ bộ qua cái phần video test cái máy này thì chỉ có thế thôi. Các bạn là bác khách bạn yêu cầu là chỉ có up ổ cứng với cả cài firmware sau đó hack hack thôi. Chứ còn về bạn tự cài game thì bác tự cài game cũng như là tay bác có sẵn rồi đấy, thì là tắt máy thì giữ lì phím này xong rồi chọn turn off system. Yes là nó tắt máy thôi. Thì cái bộ này bác khách ở Đồng Nai bác cũng đã cọc cho mình rồi, cọc 500 rồi, chưa chuyển khoản full, chưa tin tưởng lắm là chưa khoản chuyển khoản full rồi, chỉ cọc thôi. Thì ok, bác nào chưa tin tưởng thì có thể vẫn phải cọc để mình cài cắm một thứ xong rồi ship code. Đấy. Chứ những cái trường hợp mà các bạn không cọc thì mình sẽ không cài cũng và cũng không ship code đâu, tại vì nó cũng hơi rủi ro cho mình. Thực ra shop mình bán thì mọi người đều biết nhưng mà mình không biết được khách hàng, cho nên là các bạn vui lòng cọc cho mình với cài cắm một thứ rồi ship đi nhá. Mình làm ăn lâu dài, làm ăn uy tín chứ không phải amateur thì lừa mấy cái tiền cọc xong rồi là phá sản, nó cũng không đáng để mà đánh đổi. Đấy. Rồi bác nào có nhu cầu thì cứ comment phía dưới video giúp mình hoặc là inbox Zalo, Facebook trong phần mô tả video nhé. Đây có thông tin về Zalo này, page này cũng như là kênh TikTok này. Bên mình cũng nhận, nếu bác nào mà có nhu cầu mà ví dụ như là pass lại máy chẳng hạn thì vẫn cứ inbox mình nhé, mình sẵn sàng mình nhập lại máy thôi. Rồi, video của mình chắc hôm nay nó cũng ngắn rồi, dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người những cái video tiếp theo. Xin chào.